Chào bạn nha. Thì bữa nay kênh anh Đông nó thép máy nông nghiệp đó, thì ảnh không có thời gian để quay tiếp á, ảnh nhường lại cho mình quay các bạn xem ủng hộ nha. Thì giới thiệu các bạn, đây là chuột cống nhum mình nuôi nha các bạn. Đây đây, 1 2 4, này chuột con hình như nó cũng hơi hiền hiền chứ không hiền dữ. Còn đây đây là con chùm nè. Con này là cha của cái bầy này, đẻ ra đó, đẻ ra thì con mẹ nó bị chết, nó xúc chuồng ra ngoài, nó ăn thuốc nó chết rồi. Đây là 2 đứa con nó nữa nè, con nè, là 2 con, không, đây là con, đây là con, đây là 4 con luôn ha. Còn bên đó mấy em chuột tàu ha. Nó bụng rồi, chạy đây là biết nó bụng rồi. Mình chuẩn bị đồ ăn cho nó nha các bạn. Mấy bé này nhất là dưa leo nha, leo nó hảo lắm. Một tay xà chẻ dưa leo đây. Đây nhum 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 đâu nè, nhum 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 này có. Đây đây. Đây là con bót của mình đấy các bạn. Là cái leo mê mê tít thò lò luôn chứ. Trẻ vậy nè. Đây vừa không, đây lấy vô coi. Đây bạn, này con, lấy nhiều leo giấu rồi bạn, leo giấu kia, lại xin nữa, vàng lắm. Cá không? Cái chuột vàng này chưa có hả? Này đó. Qua cho mấy con bé này nó ăn nha các bạn. Bé này ăn cây mía à. Cây mía này cặp bấy hết. Đây, cái gì không? Nó đặc biệt nó vậy, nó không có cắn nha các bạn. Chuột tàu nó không có cắn. Nè dưa leo nè. Gõ đầu bây giờ ăn. Ăn kìa bạn. Đó là con chuột mấy chuột tao mình ha. Con bé này gì đây, bờ vớt như leo gì đây. Nghe không, chạy đúng như leo chạy à. Nó cái gì nó cũng ăn các bạn, mía cũng ăn luôn nữa. Đây mình cho con này nó nguyên trái luôn. Hay vô. Tao không, tao không. Lấy gục trên chứ không, không dầu vớt luôn cho mẹ cái tội này. Nè. Không. Mấy con tàu nó ăn nó thương. Hàng cũng nhum này nè. Hai con này là một cặp nha bạn, mà sao con này nó bự hơn kia không, đó là con được con cái không biết, con này bự hơn nè. À, ngộ nha, ví dụ như chung một bầy mà con này cái đầu vàng vàng nè, còn mấy con này cái đầu đang xì lì à nè. Cái con cống nhum với con cống lan phân biệt là cái giò nó, cái giò nó màu trắng là cống lan, còn cái giò nó
Để mình bắt cống lan cho bạn xem nha. Đây bạn, đây là cống lan nè. Cống lan cái chân nó trắng nha. Nè. Dữ nữa. Mới bảy nè, lát thủ tiêu nó khoái dữ lắm. Dữ, dữ. Còn cống nhâm mình cái giò nó đen. Rồi thôi clip mình phép dừng đây nha. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi thôi clip xin phép dừng đây nha. Chào tạm biệt bạn.